Đúng là người ta nói không sai. Lĩnh vực thời trang lúc nào cũng là một mảnh đất màu mỡ để chúng ta khám phá, tìm hiểu và sáng tạo. Tại sao một bộ đồ chưa tới 100 nghìn như thế này mà qua bàn tay stylist của mình? Có khác gì siêu mẫu trình diễn thời trang đâu trời. Nếu như không có mày, không có cái cây lau nhà này thì ai, không ai có thể đoán được mình là vô xin. Tin tao đi, chỉ một thời gian nữa thôi, tao sẽ rời xa mày. Đam mê của tao là nhà thiết kế thời trang, chứ không phải là lau nhà. Xa cơ lỡ bước thôi. Ủa, cô chủ? Cô chủ bị cái gì đấy? Thì làm sao mà sao lại sưng hết mồm miệng như thế? À, nhân cưới chứ. À, ông chủ hả? Anh Thành ông chủ sao? Ông chủ lái xe. Cô chủ đánh cô chủ trên xe hả? Cô chủ yên tâm đi, đúng là lòng người dạ thú mà. Con không thể ngờ được là ông chủ là một con người vũ phu như vậy. Nghĩ làm sao đánh vợ mình trên xe, không thể chấp nhận được. Là sao? Không đúng hả? Đúng mà. À là nấu gì cho cô chủ ăn hả? Bây giờ ăn làm sao nổi, bây giờ mồm miệng này chỉ hút cháo được thôi. Là sao? Không ăn uống. Đi. Hiểu rồi, cô chủ yên tâm đi. Em sẽ cho ông chủ yên nghỉ luôn. Đàn ông mà nghĩ làm sao vũ phu như vậy chứ. Đánh vợ trên xe, sao không đánh ở nhà? Vợ chồng là phải đóng cửa bảo nhau. Là sao? Cô chủ cứ yên tâm đi, ở trong đó nghỉ ngơi và dưỡng vết thương đi. Mối thù của cô chủ cứ để em lo cho. Ủa mà mình là ô xin mà ta. Xin mà cái đây là cái chuyện vợ chồng người ta đánh nhau mà sao mình lại có thể xen vào nha. Mình thế nào nhỉ? Nhưng mà không được. Mình là ô xin, cũng là một thành viên trong gia đình này. Thấy chuyện bất bình mình không thể bỏ qua được. Mình đã có cách. Alo, lão Phật gia à? Dạ con không có làm mà má. Con đâu bao giờ đánh vợ con đâu mà. Má biết tính con mà. Không bao giờ đánh vợ đánh con đâu mà. Sao không biết nó bị sao đó thôi má. Má đừng khóc má. Má bình tĩnh đi. Dạ. Để con về con hỏi vợ con có chuyện gì xảy ra đã. Không, con thề với má là con không có làm gì vợ con hết trơn á. Dạ, vậy nha má. Ê! Ơi okay. Em làm gì vậy ra bét? Ra bét hồi nào? Em tên gì? Ông chủ em đã nói với ông chủ bao nhiêu lần rồi. Em là Alexander mà cứ Elizabeth hoài. Quên trời. Thôi gì vậy đơ? Đơ, Alexander. Em ở nhà là Nguyễn Văn Đơ. Anh còn cố nhắc lại nữa hả? Trời ơi, tự nhiên bây giờ em đã cố gắng quên cái tên Đơ đi ra rồi. Nghĩ làm sao đi đâu gọi Đơ. Bỏ qua cái tên em đi. Thêm cái Alexander vào hả? Trời, bây giờ anh rối quá rồi. Bây giờ em, vợ anh ở đâu? Vợ anh ở trong phòng nè. Anh đứng lại đi. Cái gì? Anh suy nghĩ kỹ chưa mà bước vào trong phòng đó? Chứ chuyện gì? Chuyện gì? Vũ phu. Cái gì? Còn cái gì nữa hả? Cái anh không đó? Biết chuyện gì ra sao? Anh không biết thì đúng có đơ cái chuyện gì vậy? Nếu mà anh bước vào trong kia đó, anh sẽ bị đổ máu đó. Sao đổ máu? Anh không biết hả? Không. Cô chủ đang muốn trả thù anh đó. Anh làm cái gì mà trả thù anh? Trời đất ơi, anh có làm. Anh nhớ bà đang làm cái gì bây giờ? Anh giờ anh buồn quá. Là... cô chủ. Trời ơi, Linh ơi, em bị cái gì vậy Linh? Ngồi xuống đây coi em làm cái gì vậy Linh? Ôi chết rồi. Ai làm gì em?
Không ai làm vậy em, nhưng mà em bị sao? Bây giờ em không nói chuyện với anh luôn, chết rồi. Để anh nhớ coi. À, em đừng có nói với anh á là anh quên tặng quà 100 ngày cưới, chứ bây giờ em giận anh nha. Chết rồi, bây giờ vợ tôi không nói chuyện với tôi luôn rồi. Chết rồi, chết rồi, bây giờ sao bây giờ? Chết rồi, chết rồi. Trời ơi, tôi khổ quá vậy trời ơi. Bây giờ em không nói chuyện với anh đã đành, bây giờ em còn gậu cho má làm gì nữa? Em còn mách cho má làm gì? Hả? Anh mệt em quá luôn, em biết má đang bị bệnh tim mà em còn làm cho má nổi điên lên nữa, giờ sao? Em không nói, em nói không sự, em không đúng sự thật, anh biết làm sao? Tại sao vậy Linh hả? Hai đứa bình tĩnh lại, hai đứa bay bình tĩnh lại đi. Trời đất ơi, có tới hai đứa bay luôn rồi hả đơn? Ờ, công chủ làm con rối quá, ý là ông chủ làm em rối quá, ý là bình tĩnh lại, cái gì cũng phải có cách giải quyết hết. Và bây giờ giải quyết bây sao? Giờ là bây giờ... ông chủ là không hiểu cô chủ đang nói gì đúng không? Trời ơi, đau lòng, bất hạnh quá. Làm chồng mà không hiểu, không biết được cái tiếng nói của vợ mình. Nhưng bây giờ vợ không nói gì sao bà hiểu được? À, em phiên dịch. Em phiên dịch, em không là chồng nhưng em hiểu. Bây giờ nãy giờ Linh nói gì em nói cho anh nghe coi. Nói lại đi. Đau lòng là nói cái gì? Còn không hiểu nữa hả? Sao mà hiểu được? Cô chủ nói là ông chủ đánh đập, đấm vào mồm, cô chủ rụng răng, cô chủ đang muốn tìm cách trả thù. Trời ơi, anh nói nó như vậy mà em chưa hiểu. Trời... rồi, cô chủ đánh đi. Bất hạnh quá. Cô chủ không dám tự tay đánh ông chủ, nên phải đánh vào em. Đó, đánh, hả? Đúng rồi. Gọi công an tới giải quyết đi. Đây. Em bị đau răng, chích thuốc không nói được. Vậy mà em dịch gì kỳ vậy đó? Alexander. Chẳng bị bỏ qua cái tên đi, mày dịch gì, tại sao dịch kỳ vậy? Không phải, tại có chỉ vào răng nên em tưởng là bị đấm rụng răng. Trời ơi là trời, cái thằng này đi về còn bị tai nạn té xe. Em bực quá. Ôi sao mình dịch thành bị đánh trên xe ta? Trời ơi Linh, anh nói nè, tại sao ngay từ đầu em không nhắn cho anh một cái tin là mọi chuyện đã được giải quyết, đâu có hiểu lầm gì đâu. Ủa, mà em không nói được, rồi ai gọi cho má? Trời âm u quá, chắc sắp mưa sao ta? Alexander, anh gọi vậy đúng tên em chưa? À, anh gọi đơ thôi được rồi ạ. Nhưng mà anh thích Alexander. Dài, dài. Hình như em có làm chuyện gì có lỗi với vợ chồng anh, cho nên là anh thấy mồ hôi hơi lắm tắm trên trán em, phải không? Không ạ, cái này là nước. Nước. Nước hả? Thôi để anh chị chung tay lau mồ hôi cho em nha. Anh chị ở cái này để lau nhà. Em chỉ muốn anh chị hạnh phúc thôi mà. Có gì đóng cửa bầu nhau chứ đừng đánh nhau trên ô tô kiểu vậy. Đâu, anh thấy vợ chồng anh vừa cãi lộn nhau đó em. Hạnh phúc quá.